Thế thì em lại có một câu hỏi nữa là bây giờ mà hai thanh dao mà cùng dung lượng nhưng mà lại khác bút thì là có chạy Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Laptop AZ và mình là bác sĩ Top. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đến với một chuyên mục mới của Laptop AZ, chuyên mục có tên là chắc gì bạn đã biết. Ok, và chuyên mục này của chúng ta sẽ tập trung đi vào giải quyết và chẩn đoán một số các loại bệnh liên quan đến laptop theo từng chủ đề một. Ví dụ như ở đây hôm nay chúng ta sẽ có chủ đề liên quan đến RAM và theo số tiếp theo chúng ta sẽ có chủ đề liên quan đến CPU. Chính vì vậy, nếu như các bạn có những câu hỏi hay là có những thắc mắc, những bệnh gì liên quan đến CPU thì hoàn toàn có thể comment ở bên dưới phần bình luận để chúng mình có thể tổng hợp và giải đáp trị bệnh cho các bạn ở trong số tiếp theo nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với bệnh nhân đầu tiên, anh Hoàng Vô Lại. Xin chào anh, hôm nay anh đến đây có vấn đề gì nhỉ? Anh Hoàng. Vâng, chào chị ạ. Ok, chào anh. Hôm nay anh đến đây có vấn đề gì nhỉ? Em thì em nhiều bệnh lắm, em còn bị cả ung thư nữa. Ôi dồi, ung thư à? Ung thư thì tôi không trị được đâu. Nhưng mà nếu như mà laptop có bệnh thì đến gặp tôi nhé. Vâng, hôm nay là em đến gặp bác sĩ là em muốn hỏi bác sĩ về sớm vấn đề em mà phải thêm vào laptop, em hơi khó chịu. Như nào anh nhỉ? Tình hình là em bây giờ là em dùng 30 tác chuột này. Em chơi cả liên quân PC. Rồi thì em cả Photoshop. Xong rồi có những hôm em bật cả ba thứ này lên một lúc nhưng mà nó giật rồi nó lag xong rồi nó đơ xong rồi văng cả game, văng các thứ luôn, treo máy luôn. Thế CPU của anh dùng có mạnh không? Mạnh nhất thì bằng bộ luôn bác sĩ ạ. Chắc chắn. Sắc sảo luôn. Uy Ôi trời luôn. tín. Ok, thế thì tôi biết là anh bị bệnh gì rồi. Bệnh gì bác sĩ? Chắc chắn là RAM của anh đã bị thiếu rồi, không đủ RAM. Đối với những cái tác vụ văn phòng bình thường, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ở 4GB RAM. Đối với những tác vụ mà ví dụ như là chỉnh sửa Photoshop này, hay là dùng để mà vẽ kỹ thuật nhẹ nhàng, chỉnh sửa video ở một mức trung bình thì sẽ sử dụng là tầm khoảng 8GB RAM. Còn nếu như mà anh vẽ kỹ thuật 3D, chơi những game nặng như kiểu game 3A chẳng hạn, hay là mở nhiều tab Chrome này, hay là chỉnh sửa video ở mức độ mà 2K, 4K chẳng hạn thì phải cần ít nhất là 16GB RAM. Thế cái quầy của anh tôi nghĩ là tầm khoảng 8GB RAM đúng không? Chắc chắn là thiếu RAM rồi. Con này của em là 8 GB, mà 8 GB là bút 234.000 gì đấy em còn nhớ. À đây này, em lại có một cái câu, câu hỏi nữa cho bác sĩ là Ok. em nghe mọi người bảo là hình như là bút RAM ấy mà càng to nó đẩy càng khỏe đúng không? Bus RAM. Ok. Bus RAM thì nó sẽ đại diện cho cái vấn đề là đại diện cho tốc độ xử lý và truyền nhận của RAM. Chính vì vậy là ok, đúng, anh hiểu rồi đấy. Tốc độ xử lý truyền nhận càng cao chắc chắn là càng mạnh càng khỏe rồi đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một vấn đề này, đó chính là bus RAM nó phải phụ thuộc vào cái độ hỗ trợ của CPU và cả main nữa. Ví dụ như kiểu là bus RAM của anh mà nhanh chẳng hạn, nhưng mà main với cả CPU của anh nó chỉ là hỗ trợ thấp thôi, thì cuối cùng thì chúng ta cũng chỉ chạy được ở cái bus RAM thấp thôi. Tiêu biểu như là ở đây này, ví dụ như là chip i5 của Intel thế hệ thứ 10 hiện nay chỉ hỗ trợ đến mức bus là 2933 thôi. Nếu như mà anh mua là bus 3200 chẳng hạn thì vẫn chạy được thôi. Tuy nhiên thì nó sẽ có một số sự lãng phí khá là không hề nhẹ ở đây đấy. Thế thì em lại có một câu hỏi nữa là bây giờ mà hai thanh RAM mà cùng dung lượng nhưng mà lại khác bút thì là có chạy không? Chạy thì vẫn chạy được thôi. Anh hãy tưởng tượng nha, anh có hai chân. Vâng. Một chân của anh chạy tốc độ cao, còn một chân nữa thì chạy tốc độ khác, tốc độ chậm hơn. Thì cùng anh có chạy được không? Chạy được không? Chạy Đúng vậy. Hai thanh RAM cùng dung lượng khác bus vẫn chạy được. Tuy nhiên thì sự ổn định nó sẽ không hề cao. Chính vì vậy tôi khuyên anh và các bạn, nếu như mà chạy hai thanh RAM thì nên là cùng bus thì nó sẽ chạy ổn định hơn. Thế em lại có một câu hỏi bác sĩ. Anh hỏi nhiều thế nhỉ? Ok anh cứ hỏi đi. Xin em trả tiền mà. Thì em có nằm vùng một số cái group công nghệ như là kiểu Telegram này hay là Group công nghệ Hồng Linh. đúng rồi đấy, thì em nghe mọi người nói là hình như cái gì mà đua chả neo à? Đua chả neo gì đấy, thì là cái đua chả neo đấy là hình như là cho máy mình nó chạy khỏe hơn, nó mạnh hơn đúng không? Đua channel đúng không? Đua channel. Thì đua channel, anh hãy tưởng tượng nhá. Chúng ta có bus RAM rồi này, nó thể hiện cho tốc độ đúng không? Còn dual channel nó sẽ khiến cho chúng ta sẽ có gấp đôi cái băng thông lên. Đó.
Ví dụ bình thường là anh sẽ chỉ chạy ở trên một đường, dữ liệu truyền trên một đường và nhận về cũng trên cái con đường đó. Còn bây giờ dữ liệu chạy trên một đường và dữ liệu nhận về lại trên một con đường khác, hai con đường cùng song song với nhau, thế thì tốc độ của nó sẽ phải cải thiện hơn hẳn rồi đúng không? Nhanh hơn đấy. Đúng rồi, nhanh hơn. Dual channel chắc chắn sẽ làm cho RAM chạy nhanh hơn. Vậy thế thì máy em chắc là cũng phải lắp dual channel nhỉ? Thế thì nhân tiện này em hỏi bác sĩ khám bệnh cho em, bác sĩ mổ luôn cho em. À, phẫu thuật luôn à? Dual channel. À, dual channel chắc phải luôn à? Ok ok, nhưng mà khám bệnh là tiền cao hơn nhá. Tiền nào với em không có đề đâu. Lấy cho tôi tô vít ra đây. Để em tìm nó. Ơ nhưng mà từ từ anh ơi. Con này của anh không nâng cấp được đâu. Em tưởng con nào chẳng nâng cấp được ấy. Thế thì anh lại kém rồi. Không phải là chiếc máy laptop nào cũng có khả năng nâng cấp RAM đâu các bạn ạ. Chúng ta sẽ, bởi vì là một số chiếc máy, vì nhà sản xuất muốn tạo cho nó một cái sự mỏng nhẹ, cố định. Chính vì vậy là một vài chiếc máy chúng ta sẽ hàn chết RAM ở trên main. Chúng ta sẽ không có cả những cái khe để mà mở rộng thêm RAM nữa đâu. Thế à? Cho nên là nếu như mà anh mua ấy thì anh nên chọn những chiếc máy mà có khả năng mở rộng RAM. Hoặc nếu như mà chiếc máy của mọi người không thể mở rộng được RAM thì hãy chọn ngay từ đầu một chiếc máy có dung lượng RAM cao, phù hợp với nhu cầu của bản thân. Thế thì cái máy này của em bây giờ không nâng cấp được RAM rồi thì đúng vậy đấy. Có cái cách nào mà có thể là tối ưu được cái RAM mà không cần phải nâng cấp không bác sĩ? Anh hỏi khó nhỉ. Thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách đầu tiên là sử dụng phần mềm đi. Anh hãy thử tắt những cái mà phần mà chạy cùng với Windows, những cái tác vụ chạy cùng với Windows mà mình không sử dụng đến. Tiếp theo đó là khi mà anh sử dụng nhiều các tác vụ ấy thì anh có thể tắt bớt đi những cái tác vụ mà bản thân mình chưa sử dụng hoặc là ít sử dụng, không sử dụng, mà để cho máy tập trung sử dụng RAM chạy vào cái tác vụ mà mình đang sử dụng. Ví dụ như kiểu anh chạy 30 tab Chrome với cả chơi trò chơi ấy, thì anh tắt 30 tab Chrome đi, chỉ chơi trò chơi thôi. Lúc nào không chơi nữa thì tắt trò chơi đi, mở lại Chrome là được. Ok chưa? Vâng. Rồi, còn cách thứ hai tối ưu hơn hẳn, chúng ta có cách về phần cứng. Đó chính là bán chiếc máy này đi và mua chiếc máy mới có khả năng nâng cấp chứ còn gì nữa. Ui giời, bây giờ bảo em bán máy mới đi thì em còn đính đấy, em hỏi bác sĩ làm gì nữa. Ok, thì, nhưng mà làm thế thì nó khá lỗ nhỉ? Vâng, em cũng nghĩ thế. Thế thì em chắc là em chắc sau này tương lai em cũng phải mua máy mới rồi. Thế thì bác sĩ có một cái gì tư vấn cho em trước khi mua và chọn laptop mà có thể tối ưu được RAM nhất không bác sĩ? Ok, tôi sẽ tổng hợp lại cho anh Hoàng và các bạn luôn những lưu ý khi mà chúng ta chọn mua RAM của laptop. Đầu tiên thì để không bị giống như anh Hoàng, chúng ta hãy xác định rõ nhu cầu của bản thân, xác định rõ cái dung lượng RAM mà chúng ta cần sử dụng và chọn mua laptop ít nhất là có khả năng mở rộng RAM hoặc là có lượng RAM hàn chết ý, nó phù hợp với lại cả bản thân mình. Ok chưa? Ok. Thứ hai là chúng ta hãy xác định về tiêu chuẩn của RAM. Như ở đây chúng ta có rất nhiều tiêu chuẩn RAM, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Cái tiêu chuẩn RAM này nó sẽ quy định cho chúng ta là cái chân cắm này nó có tương thích hay không. Nếu như mà một thanh RAM của chúng ta chạy tốt, chạy ngon, dung lượng ổn, phù hợp với nhu cầu bản thân nhưng mà lại không đúng tiêu chuẩn, không lắp được, thế thì mua về làm gì? Đúng, đúng chưa? Sao muốn thì... Tiếp theo đó chúng ta hãy chú ý một chút về đến vấn đề các thông số của RAM, ví dụ như là bus này hay là băng thông. Hiện nay thì thường là băng thông của chúng ta thường là 64 bit rồi, 64 cái luồng rồi đấy, và chỉ có cái là bus thôi. Hãy chú ý, đúng rồi, hãy chú ý là bus càng cao càng nhanh, càng mạnh càng tốt. Tuy nhiên thì hãy tập trung một chút về cái vấn đề là CPU và main chúng ta có hỗ trợ đủ cái bus gì hay không. Rồi, và cuối cùng nó là một cái vấn đề nó hơi con người một chút, nó không liên quan nhiều đến máy tính, đó chính là hãy lựa chọn nơi mà mua RAM uy tín. Đúng vậy, vì là hiện nay trên thị trường RAM chúng ta có rất nhiều các loại RAM, có RAM fake này, RAM new này, RAM replica 1.1 này, xong rồi còn RAM các thứ, nói chung là rất là nhiều, có rất nhiều loại RAM trôi nổi trên thị trường. Chính vì vậy nếu như không thể mua được những loại RAM chính hãng thì ít nhất chúng ta hãy cố gắng mua RAM tại những cơ sở mà uy tín, để nếu như mà RAM có hỏng thì chúng ta còn có thể đến để mà bắt đền, xong rồi là cào mặt ăn vạ các thứ chứ. Ok chưa? Vâng, nói chung là em nay đã được bác sĩ là mở mang kiến thức vào đó. Mặc dù là nghe nó hơi lú tí nhưng mà em đã được thông não rồi. Nói chung là hôm nay em rất cảm ơn bác sĩ. Ok, hy vọng là qua video này mọi người đã có một số kinh nghiệm của mình, một số kiến thức về vấn đề chọn RAM và trị một số bệnh RAM.
Và sau video này chúng ta sẽ đến với video về CPU đúng không? Anh em nếu như mà có những câu hỏi hay là có những bệnh gì về CPU hoàn toàn có thể comment ở bên dưới phần bình luận để chúng mình có thể tổng hợp và trị bệnh, trả lời cho anh em một cách rõ ràng và tốt nhất nhé. Ok, video đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Top 3 định giá mọi loại bệnh laptop.